7 tiếng chuông, 10 tiếng mõ. 10 tiếng mõ tượng trưng cho thập thiện, mà thập thiện chính là tịnh cho ba nghiệp. Cho nên mình mới vô mình đã tịnh tam nghiệp chân ngôn: án ta phạ bà phạ thuộc đà, ta phạ đạt mạ, ta phạ bà phạ thuộc đổ hám, rồi phải không? Tịnh tam nghiệp chân ngôn chính là đánh 10 tiếng mõ. Đánh 7 tiếng chuông là chính cho 7 đời chư Phật thị hiện ra đời đều nối pháp thanh tịnh, là để điều hòa ba nghiệp cho thanh tịnh, phải không? Nói vậy là hiểu cái nghi thức vô chuông vô mõ rồi, phải không? Còn tùy theo quý vị, ai đánh kiểu nào cũng được. Có người thì đánh theo kiểu mà cái nghi thức của tụng Du Lan á, ha. Một thuở nọ Thế Tôn an trụ xa về thành Kỳ Thổ Viên Trung. Một điên mới đặng lục thông mà muốn cho cha mẹ khỏi dòng trầm luân. Thế thì chúng ta cứ đánh vậy, ha. Đánh mà làm sao mà chúng ta đánh làm sao mà chúng ta tụng kinh mà lát người ta ngủ hết là mình thành công. Đúng không? À, còn mình đánh chưa mà mình tụng kinh sao mà ta ngủ không được là mình không thành công, là vì tụng kinh là để ru cho ta ngủ. Cho thầy nghĩ là có rất là nhiều người thỉnh cái đĩa sám của thầy về ngủ. Có không? Ngủ không được mở đĩa sám thầy lên ngủ ngon hả? Vậy là thành công. Rồi thầy giảng sao mà ta ngủ không được là thành công? Tại vì thầy giảng mà ngủ không được thì mới nghe, phải không? Rồi bây giờ thầy nói cái nghi thức tụng kinh rồi thì tùy theo quý vị tụng, nghe không? Còn có người tụng nhanh, có người tụng chậm, thì mình đừng có nói tại sao họ tụng nhanh, tại sao họ tụng chậm. Cái nghi thức tụng nhanh hay tụng chậm là do khả năng đọc chữ của người đó và khả năng tụng kinh của người đó. Nếu người ta mới vào chùa thì không thể nào tụng cái kiểu của mình được, không kiểu thể nào mà tụng là thiên tôn nhân ngày biếm đa ni mất đang đa đây nhâm mơ đi nhâm lần đang ba ra giao đang đang nhâm ma ta đang nhâm ma ca lô ni ca cha. Mình tụng vậy là ta bỏ tay chạy mất, mà ta mới vô chùa ta phải tụng là thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đát na đà ra dạ dạ. Còn Phật tử mình mà tụng kinh lâu ngày mà mình tụng vậy là ngủ luôn đấy, anh tụng một mình. Mình tụng kinh lâu ngày rồi là cái người Phật tử mà quen rồi thì bắt đầu vô thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc na đà ra dạ dạ nam mô a di đà lợi đà văn ra dạ đà đà dạ ma đà đà dạ ma ca lô ni ca dần. Vậy á, vậy thì chạy thì mới không buồn ngủ. Như vậy thì hai cái vị mà tụng nhanh với tụng chậm là tùy theo khả năng tụng và khả năng đọc chữ, cũng như là cái khả năng tu tập của mỗi người. Hồi xưa mà thầy mới về chùa mà thầy nghe tụng nhanh thì nói trời ơi, về chùa tụng kinh chứ còn đi bán buôn chụp giật ai nữa mà tụng lẹ dữ trời. Mình nghĩ mình nói vậy có tội không? Mình nói theo cái kiểu của mình đó mà. Tại vì mình mới vô chùa thì mình tụng lâu, mà mình tụng lâu mình nghe ai tụng lẹ mình bực mình. Còn bây giờ mà cái người mà tu lâu lâu ngày rồi mà bây giờ để cho cái người mới tập sự mà quánh mỏ tụng kinh, cái người này có muốn ngồi dưới tụng không? Cái gì à? Bà không biết tụng, bà ngồi quánh một mình bà tụng đi. Tại vì mệt quá mà cứ ngồi đây mà đọc từ chữ thì thôi về chứ. Cho nên á, hai cái vị này á, thì thầy khuyên là cái người mới vô chùa đó là phải ráng theo cái người tụng kinh lâu ngày. Để chi vậy? Để mình nghe riết quen à. Cũng như mà mình đi nước ngoài đó, mình bây giờ mình ở Việt Nam thì nói tiếng Việt không à, mình ít có tiếp xúc với tiếng nước ngoài. Mình cứ đi nước ngoài đi, mình đừng có sợ vậy đó. Mình ra bữa mình nghe nó nói riết, mình quen. Giờ tụng kinh vậy là biết rồi phải không? Quý vị tụng kinh cứ y chang như trong kinh mà mình tụng. Mới vô á, thì mình nguyện hương, phải không? Cái điều thứ nhất, có nhiều người không biết tụng kinh sao hết á. Thì thầy nói là có một cái nhân duyên nào đó, thầy nói luôn cái nghi thức tụng kinh. Bây giờ quý vị mới vô, quý vị nguyện hương, thì quý vị nghĩ sao nguyện vậy? Nếu mà có cái bài nguyện hương á, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phản phất khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo. Y như cái bài đó mình nguyện. Mình nguyện xong rồi cái đoạn đó Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát xong rồi, bắt đầu mình mới nguyện vậy nè: con tên gì đó, ha, con ở đâu,
xin cho con nguyện tụng kinh này để hồi hướng cho người bệnh, hoặc là con tụng kinh này hồi hướng cho người chết được siêu, và con tụng kinh này hồi hướng cho con hết ngu. Có không?